Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày chủ nhật nha anh em. Em lên sóng cho anh em một chiếc custom dash cao ở xe 50 ha. Xe này thì nói chung cũng rất là liền lạc nha. Anh em sẽ bán nguyên chiếc. Tại vì có nhiều anh em cứ hỏi là sao không bán nguyên nguyên xe, nhưng mà xe này mình thấy nó liền lạc hết mình mới bán. Chứ xe mà có lỗi tùm lum á, mình bán nguyên xe mất công về không vui hai bên, rất là phiền phức. Còn xe này xe nào mình cảm thấy rất là liền lạc thì mới bán nguyên xe thôi. Ở đồng hồ là xuất sắc ha, mặt Honda nè, chìa là chìa Rin. Yên là đế mút Rin, da Rin, thích là cực mạnh luôn đó. Hùng xăng lớn là sơn Rin đẹp luôn, không có dặm tút gì hết. Nó ba ga là xuất sắc nha anh em, nhưng mà nó bị phanh phanh hai lỗ. Đó, chứ nếu mà không có hai cái lỗ này thì cái ba ga này gần như là vô địch luôn á. Nói chung thì cái phẩm chất xe nó còn rất là mới luôn ha, em mới bán nguyên xe. Anh em nhìn nè, dàn cốt bát xi nè, câm liền nè. Đối với cái đời cao thì cái chân câm nó sẽ xi trắng nha anh em, nó xi trắng chứ nó không còn xi đó. Nó luôn đầy đủ ha. Cái này nó có luôn cái đèn trợ sáng nè, từ từ Nhật Bổn về ha. Đó, người ta có phan cái lỗ ở đây, nếu mà anh em nào lấy thì em có thể đổi cho anh em cái mặt nạ ha, tại vì xe xe nguyên bản từ Nhật sao giờ thì để y vậy ha. Vỏ là mới tinh luôn, mới hay luôn. Cái vỏ này nó hay vỏ 250 luôn nha anh em, nên nó sẽ rất là giá trị ha. Tại vì vỏ mà 225 đó nó sẽ không có giá trị bằng vỏ 250 ha. Đó, để em đẩy xe lại đây ra quay ha. Tại vì đợi anh em chút xíu ha. Rồi. Rồi, cầm niềng nè, mới tinh luôn ha, nước sơn dày cuôi luôn. Vỏ là gần như mới, máy móc là khỏi bàn nha anh em, máy móc là cực kỳ đẹp luôn. Ở xe này bán nguyên xe là 36 triệu nha, anh em cần cứ alo em, số em là 0933 207 208. Lốc nè, lốc lốc Rin không giảm tút gì hết ha, cần số đẹp luôn. Hộp sơn là cũng xuất sắc ha, sơn tuyệt đẹp luôn. Cốp đẹp, cây phuộc là cũng gần những xuất sắc luôn nha anh em. Phuộc nè, anh em nhìn nè, ống là chưa có bị răng gì luôn ha. Xi nhan thì cũng còn khá hơi, có trầy ha, xi nhan không được đẹp cho lắm. Hoặc là anh em muốn mua nguyên dàn màu xe này cũng được ha. Nhìn những cái chi tiết này là biết xe mới nha anh em nè, chưa có bị xét gì hết nè, phuộc cũng vậy luôn nè. Đó, ống là cực kỳ đẹp luôn, cây bô cũng đẹp luôn ha, bô đẹp nè. Câm niềng là vỏ là được cặp vỏ đun lớp 250 hết nha, vỏ mới tinh. Cái phẩm chất xe thì mới khỏi bàn rồi, anh em nhìn lốc nè, lốc là không có dặm gì hết nha, này là dấu thời gian bắt buộc phải có thôi, trừ khi mình mua xe chưa đổ xăng. Ốc nè, giò đạp là ô lộng đạp hắn, chứ đạp hắn cũng cực kỳ đẹp luôn, gần như là chưa có bị mòn. Giò đạp bô dĩ đó, 36 triệu nha anh em. Anh em cần cứ alo em, 0933 207 208. Đây, xi nè, rồi so còn 7 màu chống đứng nè, cốt bát nè, tuyệt đẹp luôn, xi rất là sáng luôn nha anh em. Nói chung xe là dàn chân là rất là đẹp mới, em mới bán nguyên xe thôi, chứ xe mà xuống xuống á, xe mà xuống á mình bán nguyên xe về cái anh em nhìn không bưng bụng rồi, cứ kể qua kể lại cũng xong lắm. Xe nào mình đã bán nguyên xe là chung phải liền mới bán nguyên xe được nha. Đèn pha là cực kỳ đẹp luôn đó, nó cái rổ này là từ Nhật Bổn sao về đấy vậy nha anh em. Đó, có đèn này luôn nè, này rất đèn trợ sáng ha. Máy là im khỏi bàn ha.
Máy rất là im luôn. Nói chung là xe này thì chỉ có hai xi nhan sao nó hơi cày. Còn anh em nào thích thì mình có thể châm đồ thêm. Còn cái phẩm chất xe thì rất là mới. Anh em nhìn nè. Không, lòng là còn sơn rin ha. Có lòng là còn sơn rin luôn. Đó. Chưa có bị dọn mà chưa có bị dọn bậy bạ, chưa có bị xịt sơn đen hết. Máy móc là rin là nói chung nhìn cục máy là hết chỗ chê ha. Hoặc là anh em muốn lấy vàng màu thì cứ alo ha, lấy vàng màu cũng được. Vàng màu xe này em bán là 7 triệu là đầy đủ tất cả các cái gì màu xanh ha. Đây cụ đề kèn bọng nữa nè. Bô nè, anh em nhìn cái cổ bô là anh em biết xe này nó đi cũng có nhiều cổ bô là nó chưa có cháy luôn. Cặp lốc này cũng rất là cộp ha, lốc cỡ này không có dầm tốt mà cỡ này thì rất là đẹp rồi ha. Máy là im cực kỳ luôn ha. Đèn nè, anh em nhìn cái đế đèn là anh em biết là đẹp rồi ha, đế đèn hui chưa có bị móc lên á, đa số nó sẽ bị móc lên, nó bạc á, ốp đầu cũng đẹp. Xe này thì cặp kiến là kiến rin luôn nha anh em, đời cao này thì nó kiến kiến tròn ha, có chữ HM. Đó. 36 triệu nha, anh em cần cứ alo. Số em là 0933 207 208. Hợp xe là quá cộp. Cặp vỏ nè. Cặp vỏ đun lớp ha, mới hai vô luôn. Vỏ xịn đàng hoàng. Máy là im khỏi bàn nha anh em, máy là cực kỳ im luôn. Đó, anh em cần thì alo nha, 0933 207 208 ha.